Ok, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là 10 điều mà Hoài ước được biết trong năm đầu tiên Hoài trade. Chúng ta cùng đi vào video thôi. Ok, trước khi đi vào video, Hoài mời anh chị bấm vào phần mô tả hoặc là comment đầu tiên tham gia vào kênh Telegram của Hoài để mà tham khảo những phân tích trên khung thời gian thấp cũng như là những cái slide tài liệu miễn phí mà Hoài đăng tải trong cái kênh này. Anh chị có thể xem lại những cái slide miễn phí bằng cách là bấm vào tên của kênh, kéo xuống bấm vào nút file. Hoài sẽ có tất cả những cái slide tài liệu mà anh chị cần. Chúng ta cùng quay trở lại cái video ngày hôm nay. Đây là 10 điều mà Hoài ước được biết trong năm đầu tiên trading. Và nếu mà Hoài được ai đó hoặc là một người thầy nào đó nói cho Hoài biết được 10 cái điều này trong năm đầu thì Hoài sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều so với cái thời gian vừa qua. Ok, đầu tiên đó là một cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Tất những thông tin mà Hoài chia sẻ trong video này đều là quan điểm cá nhân và nó không có phải là mời chào đầu tư anh chị ha. Tất cả những cái trách nhiệm của anh chị phải tự chịu trách nhiệm cho những giao dịch của mình. Cái điều đầu tiên mà Hoài muốn chia sẻ với anh chị và Hoài mong được biết trong những năm đầu tiên Hoài trade đó là cái setup cũng như là cái hệ thống giao dịch mà chị đang sử dụng nó hiệu quả hay không là nó tùy thuộc vào cái sự thuận lợi của thị trường. Không có một setup hay không có một hệ thống giao dịch nào mà có thể hoạt động tốt, hiệu quả trong mọi cái thời gian, mọi thời điểm của thị trường khi mà nó tồn tại. Có những thời điểm mà thị trường rất thuận lợi thì cái setup hay là cái hệ thống giao dịch của anh chị sử dụng nó sẽ kiếm được tiền rất là dễ dàng. Cũng và ngược lại, có những cái thời điểm mà thị trường bất lợi hoặc là thị trường đi ngang hoặc thị trường khó chịu thì cái hệ thống của anh chị có thần thánh cách mấy nó cũng phải thua. Đấy, rất dễ để kiếm lời trong một thị trường thuận lợi và rất khó nha anh chị ha. Hoài nhấn mạnh đó là rất khó để kiếm lời trong một thị trường choppy, tức là thị trường khó chịu và hoặc là khó lường. Thì cái cách duy nhất để mình có thể xử lý cái trường hợp này đó là mình phải học để mình biết khi nào là thị trường thời điểm nó đang thuận lợi thì mình sẽ trade thường xuyên hơn hoặc là mình trade lớn hơn. Còn khi mà thị trường bất lợi thì mình học cách đứng ngoài hoặc là mình trade nhỏ hơn hoặc là ít thường xuyên hơn. Làm sao để mình biết được những giai đoạn thị trường đó thì nó tùy thuộc vào cái thị trường anh chị trade cũng như là tùy thuộc vào cái hệ thống anh chị sử dụng. Ví dụ anh chị trade trên cái thị trường chứng khoán chẳng hạn và mình chỉ mua thì cái phương pháp của anh chị nó sẽ hoạt động rất là hiệu quả khi mà thị trường đang tăng. Đấy, thì Hoài đặt ra một cái luật để mà Hoài trade trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là Hoài chỉ trade khi mà các chỉ số như là Nasdaq hoặc là chỉ số VNI nó đóng cửa bên trên đường EMA 21. Nó cho thấy cho Hoài biết là tại thời điểm đó ít nhất là giá đang trong một cái xu hướng tăng. Thì Hoài mới vào những cái setup breakout lên. Đấy, khi mà thị trường đóng cửa bên dưới, những cái chỉ số đóng cửa bên dưới đường EMA 21 thì Hoài có mua breakout thần thánh cỡ nào đi chăng nữa nó cũng sẽ thất bại và nó chỉ dẫn đến thua lỗ mà thôi. Đấy, quan trọng là anh chị phải biết khi nào thị trường thuận lợi và nó sẽ tùy thuộc vào cái gì? Tùy thuộc vào cái hệ thống anh chị sử dụng nữa. Ví dụ nếu anh chị sử dụng một cái hệ thống trend following đi theo xu hướng thì cái hệ thống nó chỉ hoạt động tốt nhất khi thị trường nó đang có xu hướng thôi. Còn khi mà thị trường nó đi ngang thì chúng ta sẽ thất bại liên tục. Hoặc ngược lại, khi mà anh chị sử dụng một cái hệ thống mean reversion, tức là bắt những cái cú kéo giãn, thị trường tăng quá quá mạnh thì mình sell hoặc là giảm quá mạnh thì mình mua lên. Thì cái trường hợp đó thì nó chỉ hiệu quả nhất trong khi thị trường nó đi ngang. Và khi thị trường đi vào trend thì thị trường nó càng tăng càng nhanh, anh chị càng bán thì anh chị càng lỗ. Đó là cách để mình có thể nhận diện được. Và có một câu rất hay của Christian Kulamagi, một nhà giao dịch chứng khoán người Thụy Điển, đó là nếu bạn đang thắng thì đó là do thị trường, còn nếu bạn đang thua đó là do bạn. Thị trường chắc chắn sẽ tới thời điểm nào đó nó sẽ lấy lại những cái khoản lợi nhuận mà anh chị kiếm được. Đấy, cái điều quan trọng ở đây là anh chị phải biết khi nào thị trường đang bất lợi và mình giữ lại cái số lợi nhuận đó. Ok, thứ hai đó là anh chị phải chọn một phong cách và theo đuổi nó. Anh chị không thể nào mà vừa scalper mà vừa là swing trader được, cũng không thể là vừa position trader được. Anh chị phải chọn một trong nhiều phong cách khác nhau và mình chọn một và mình theo đuổi nó tới cùng. Cho nên cái điều quan trọng ở đây là anh chị phải hiểu anh chị là ai và anh chị phù hợp với phong cách nào. Nếu anh chị là một nhà giao dịch thích tốc độ nhanh thì anh chị phải scalping, anh chị phải giao dịch lướt sóng. Còn với Hoài không phải là một nhà giao dịch, không phải là một người yêu thích tốc độ, Hoài là một người rất là chậm chạp. Cho nên Hoài thích giao dịch những khung thời gian lớn hơn như H4 và D1. Đó, thì Hoài biến cái phong cách của Bob Vorman, Hoài chuyển sang một cái khung thời gian lớn hơn là H4 và D1, vẫn giữ nguyên những cái setup, giữ nguyên những cái tư duy nhưng trade trong một cái khung thời gian lớn hơn để mình phù hợp với cái tâm lý của mình. Đấy, thứ ba, cái chiến lược duy nhất mà anh chị có thể trade đó là chiến lược phù hợp với anh chị.
mỗi trader sẽ khác nhau về cái gì ạ? Về mức độ dự định rủi ro nè, về tính cách, đúng không ạ? Và về cái phong cách cũng như là cái cuộc sống bình thường nó khác nhau. Thì anh chị không thể nào mà sao chép một chiến lược từ một người nào đó khác và mong rằng nó sẽ hiệu quả y chang với anh chị. Anh chị phải thay đổi nó, phải thay đổi để phù hợp với bản thân. Ví dụ Bofferman ông sử dụng trong hai cuốn sách của ông, cuốn đầu tiên ông sử dụng EMA 20, cuốn thứ hai ông sử dụng EMA 25. Tới Hoài sử dụng đường EMA 21. Vì Hoài muốn một cái sự thay đổi nào đó phù hợp với bản thân mình và mình thấy cái đường nào nó phù hợp hơn thì Hoài sử dụng cái đường đó. Chứ đừng có copy y chang của những người khác và mong rằng nó hiệu quả với mình. Vì sao? Nó hiệu quả với người ta chưa chắc nó hiệu quả với mình. Đấy, anh chị phải tìm ra cái cách để thay đổi. Đấy, và mô tả cho cái ý này rất là hay. Đó là một nhà phỏng vấn SC Cota, nhà giao dịch Trendfollow huyền thoại, hỏi rằng ông có thể bật mí cho tôi hệ thống nào là tốt nhất hay không. Thì ông trả lời: chiếc xe tốt nhất đối với tôi không phải là tốt nhất đối với anh. Người vợ tốt nhất đối với tôi cũng sẽ không phải tốt nhất đối với anh. Tôi không thể bảo anh nên mua chiếc xe nào hay nên lấy người nào. Anh phải tự khám phá lấy. Đấy, qua cái ý này là anh chị có thể hiểu được rồi. Thứ tư, chọn một broker tốt rất quan trọng, vì đó là cái nơi sẽ giữ tiền cho anh chị, đúng không ạ? Anh chị phải chọn một cái broker uy tín để mà giữ vốn, bởi vì cái số vốn đó anh chị kiếm bằng mồ hôi nước mắt của mình. Anh chị không thể nào gửi vốn cho một cái broker mất uy tín và gây khó dễ khi anh chị rút tiền. Thì một trong những broker mà họ giới thiệu cho anh chị đó chính là Hetnet. Anh chị mở tài khoản theo cái link này, để trong link phần mô tả comment đầu tiên, hoặc trong cái slide mà anh chị đang xem cũng có thể bấm vào được luôn. Thì anh chị sẽ được nhận hoàn phí. Nếu anh chị mở tài khoản Standard hoặc là Pro thì anh chị nhận hoàn phí spread. Nếu mà anh chị mở tài khoản Zero hoặc là Raw spread thì anh chị được hoàn phí commission, cỡ nào cũng được hoàn phí hết. Và cái điều quan trọng là anh chị nạp rút nhanh. Trên một cái sàn mà nạp nhanh và rút nó cũng nhanh, nó mới thoải mái về tâm lý được. Vì anh chị đang để tiền của anh chị trên đó, mình không thể nào mình để tiền trên một cái sàn mà rút lâu được hết. Mình sẽ cảm thấy rất là bất lợi, rất là không thoải mái. Và quan trọng hơn là khớp lệnh nè, không có giảm spread cũng như là cái phí giao dịch nó cạnh tranh để mà anh chị có thể giao dịch một cách thoải mái, đúng không ạ? Ok. Thứ năm đó là cắt lỗ và gồng lời. Đây giống như là một cái câu tụng kinh mà Hoài nhắc cho anh chị rất là nhiều lần trong những cái video, Hoài nói trong những cái video trước. Đó là lỗ thì anh chị phải cắt ngay. Giá nó đi ngược là anh chị phải cắt ngay. Chứ không có để gồng nữa. Thậm chí là Hoài cắt lỗ trước khi giá chạm vào cái stop loss ban đầu của Hoài luôn. Cái stop loss ban đầu nó giống như là một cái lưới bảo vệ hàng rào cuối cùng mà thôi. Hoài tránh những trường hợp là có những cái tin tức hoặc là những cái biến động nào bất thường nó cắn, nó thị trường đảo chiều mạnh khiến cho tài khoản của Hoài bị thanh lý mà thôi. Chứ Hoài chưa bao giờ muốn cái stop loss ban đầu Hoài sẽ bị chạm ngay lập tức. Từ trừ những trường hợp thị trường đảo chiều quá nhanh thì Hoài không có giờ stop loss kịp, hoặc là không có điểm để giờ stop loss thì mới cắt full loss. Còn trong gần như là 90% các trường hợp đấy, thì Hoài luôn luôn tìm được một cái lý do nào đó để có thể dời được cái stop loss ban đầu, Hoài dời lên cái vị trí mới lên mới hơn, để khi giá cắt xuống đảo chiều xuống thì Hoài sẽ thoát lệnh với một khoản thua lỗ rất bé. Đấy, chắc chắn cái lệnh thắng nó sẽ đến với anh chị, nhưng trước khi lệnh thắng đến thì anh chị phải trải qua một cái đợt thua, đúng không ạ? Không thể nào mà mình cứ thắng hoài từ tuần này sang tuần khác được. Sẽ có những lúc mình thua, thì cái lúc mình thua đó là cái lúc nó test cái khả năng chịu đựng của anh chị và test cái khả năng quản lý vốn của anh chị. Trong những giai đoạn đó, anh chị làm sao để cho những cái lệnh lỗ nó nhỏ, thì khi mà mình vượt qua giai đoạn đó, những lệnh thắng tới nó dễ dàng, nó bù những khoản lỗ hơn. Còn trong giai đoạn thua mà anh chị thua quá lớn rồi, tài khoản của anh chị nó sụt giảm quá nhiều, thì khi mà thị trường thuận lợi trở lại, anh chị thắng trở lại, thì nó không có vượt qua được cái đỉnh vốn trước đó, vì nó không bù nổi những cái khoản lỗ đó. Đó, anh chị nhớ giùm Hoài một điều: cắt lỗ nhanh, khi thắng thì gồng lãi lâu. Và một cái nguyên do cho một cái lý do cho một cái trường phái cắt lỗ sớm và gồng lời này nữa, đó là nguyên tắc Pareto trong trading. Peter Brand, nhà giao dịch 40 năm kinh nghiệm, ông đã nói là 20% số trade của bạn sẽ đem lại 80% lợi nhuận ròng. Suốt 40 năm giao dịch tôi chưa thấy ai thoát được quy luật này. Có nghĩa là anh chị vào 100 lệnh thì hết 80 lệnh là không có ý nghĩa gì hết rồi. 80 lệnh có nghĩa chỉ đơn giản là để tìm ra 20 cái lệnh mà có giá trị mà thôi. Đấy, 80 lệnh nó sẽ khiến cho tài khoản anh chị sụt giảm, hoặc tốt hơn là nó sẽ khiến cho anh chị không có thua mà thôi. Đó, nó hòa vốn thôi. Còn để mà chỉ kiếm được tiền thực sự, nó chỉ rơi vào cái số nhỏ, số lượng trade thôi. Và cái nguyên tắc này nó đúng với tất cả các trường hợp. Trong một cái doanh nghiệp thì 20% nhân viên sẽ tạo ra 80% lợi nhuận. Trong một cái trường đại học, 20% sinh viên sẽ tạo ra 80% thành tích cho nguyên cái trường đại học đó. Nó không thể nào chia đều đâu anh chị. Cho nên làm sao để mình có thể vượt qua được cái 80% cái số trade thua, hòa vốn hoặc là không có ý nghĩa này, bằng cách mà không có bị sụt giảm tài khoản quá nhiều.
mình phải làm như vậy đúng không? Để mình tìm ra được cái số ít cái trade này đó, số ít cái trade mình có thể đem lại lợi nhuận đấy. Và Hải cũng đã từng làm cái video rồi, đó là tại sao small loss big win hiệu quả, hoặc giải thích nhiều hơn. Anh chị có thể tìm lại hoặc bấm vào trong cái slide này cũng có thể coi được ngay trực tiếp luôn anh chị ha. Rồi, thứ sáu, đừng nghỉ việc anh chị, đừng nghỉ việc ha. Có một khoản tiền phòng thân để mà anh chị có thể phòng lúc mà anh chị chơi thua lỗ. Trading nó không phải là nguồn thu nhập đều đặn, ngay cả Hoài cũng sẽ có những tháng Hoài không có lợi nhuận anh chị, một hai tháng không có lợi nhuận là chuyện bình thường. Đó là lý do mà Hoài phải trade trên nhiều thị trường khác nhau, để khi mà cái tài khoản nào đó mà nó đứng hoặc là nó sụt giảm không có lợi nhuận thì Hoài vẫn có cái lợi nhuận từ những cái tài khoản khác. À, ví dụ thời điểm hiện tại cái tài khoản là chứng khoán Mỹ và tài khoản crypto của Hoài đó nó đang hoạt động tốt hơn so với là cái tài khoản thị trường Forex. Đó, cũng có thời điểm nó ngược lại, nó cứ đảo qua đảo lại như vậy đó, thì gần như lúc nào trong năm Hoài cũng có thể tìm ra được một khoản để mà có thể chi phí hết. Và ngay cả khi mà anh chị đã có lợi nhuận rồi thì anh chị vẫn cần ít nhất một cái nguồn thu nhập khác để mà chi trả hóa đơn và tài trợ cho cái việc trade của anh chị. Đó là lý do mà Hoài không bao giờ mà khuyên ai đó là nên nghỉ việc để mà tập trung hoàn toàn vào trading. Bởi vì trading nó không phải là một cái ngành mà anh chị càng tập trung nhiều hoặc là anh chị càng làm nhiều thì nó càng ra nhiều nhiều tiền đó anh chị. Đấy, mình càng tập trung nhiều, mình trade càng nhiều thì nhiều khi mình càng lỗ hơn. Đó, đó là lý do mình phải luôn có một cái nguồn thu nhập nào đó khác. Và một cái sự thật về trade full time Hoài cũng đã từng nói trong một cái video rồi, anh chị có thể xem lại và tìm lại và xem ha. Thứ bảy, mạng xã hội đang lừa anh chị. Anh chị cần phải thực tế. Bởi vì sao? Bởi vì trading là một trong những thử thách khó khăn nhất mà con người từng thực hiện. Tính trên cái khung thời gian ngắn hạn khoảng chừng 6 tháng đến 1 năm, khoảng chừng 80% trader sẽ bỏ cuộc. Tính trên cái khung thời gian dài hạn từ 1 năm đến 5 năm hoặc đến 10 năm, cái con số nó sẽ là 99% trader sẽ thất bại. Mình sẽ nhìn vào cái con số thực tế, mình nhìn vào cái con số thống kê để mà mình thấy được là cái số thua nó luôn luôn áp đảo cái số thắng anh chị. Phần lớn mọi người đều thua. Cho nên đừng có bị lừa bởi những cái kẻ mà thích khoe khoang trên mạng, thích khoe số tiền mà mình kiếm được, thích khoe cái tài sản mà mình có được từ trading. Đừng bao giờ tin như vậy. Trading chắc chắn sẽ có những người thành công, mà sẽ có những người thành công. Nhưng những người mà hay khoe trên mạng ha, hoặc là chia sẻ những cái lệnh thắng gì đó trên mạng á, phần lớn không phải là sự thật. Cho nên anh chị cần phải tỉnh táo, cần phải tỉnh táo. Và thứ 8, nếu mà anh chị kết thúc năm đầu tiên với kết quả thua lỗ nhẹ hoặc là hòa vốn thì anh chị đã có một năm rất là tuyệt vời rồi. Xin chúc mừng anh chị. Nếu anh chị không thua quá nặng trong cái năm 2023 này, nếu anh chị mới bắt đầu trading mà không thua, hoặc là thua ít, hoặc là tốt hơn là hòa vốn, thì xin chúc mừng. Đấy, đó là điều rất là tốt. Và thứ 9, anh chị đừng mong là anh chị có thể tự học thành công. Mà anh chị phải theo đuổi một bậc thầy hoặc một trainer hoặc là một trader thành công nào đó, có thể ở Việt Nam hoặc có thể ở nước ngoài, bất kỳ ai mà anh chị cảm thấy là người này có thể hướng dẫn cho mình được và có một cái phong cách phù hợp với anh chị. Anh chị phải đọc hết những bài viết của họ, xem hết những cái video của họ, và nếu có khả năng chi trả thì mình chi trả cho những dịch vụ trả phí của họ nếu mà chị có khả năng. Để chi? Để mình học, đúng không ạ? Mình có một cái con đường đã được phát quang, đã được trải ngựa trải thảm một cách thoải mái đẹp đẽ để anh chị có thể đi trên đó. Nó dễ hơn nhiều so với anh chị cầm cái cuốc cái sẻng và anh chị tự phát quang con đường của anh chị. Nó sẽ rút ngắn cái con đường học tập của anh chị lại anh chị ha. Và thứ 10, thành công sẽ cần thời gian, và trở thành trader có lợi nhuận cũng cần thời gian. Anh chị phải cho bản thân thời gian. Có nhiều anh chị Hoài thấy rất là vội vã ha, trong khi đây là một cái skill, một cái nghề hoặc là một cái kỹ năng mà nó có thể giúp cho anh chị cả đời, mà mình mong có thể thành công trong vòng vài tháng là không thể. Đấy, hãy cho ít nhất bản thân từ 1 đến 3 năm mình rèn luyện, mình học tập đó, để có thể tiến bộ. Ok, trên đây là 10 điều mà Hoài ước được biết trong cái năm đầu trading của Hoài. Nếu chị thấy video này hay, đừng ngại để lại một comment hoặc subscribe YouTube và để lại cho Hoài một like ha. Tham gia kênh Telegram, Hoài để phần mô tả comment đầu tiên. Đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.